Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi tô màu sao cho đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi tô màu nào. Yeah.
Cho màu xong nha các bạn. Xin chào tất cả mọi người đã xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình cùng các bạn đi thu màu nha. Và mình sẽ chọn những sản phẩm đẹp nhất và bút màu đẹp nhất để tô cho các bạn thấy. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình sẽ đi vào chi tiết tô màu các bạn. Bình thường công ty bình thường công ty người ta làm có 8 tiếng hay mấy tiếng thôi. Mấy tiếng này. Không, mười mấy tiếng là tất cả tăng ca, còn không là chỉ có 8 tiếng thôi. Tính cả tăng ca đấy, nhưng mà ít không nhiều tăng ca mới. Nhưng ít tiền. Mình bảo là ô công ty tầm 10 tiếng à, xong chị mình bảo là không, điên là công ty chỉ 8 tiếng thôi, tính tăng ca mới là 12 tiếng. 12 tiếng thì 12 mấy tiếng thì chết đi. Ừ. Thế là xong mình nghĩ là thế này mình làm khác béo hơn công ty đâu. Đừng lấy tiền công ty ơ. Đúng không? Sáng làm ví dụ làm 5 tiếng đi, chiều làm 5 tiếng nữa. Thế là ăn cơm là có được 2 tiếng, à về nghỉ ngơi được có 2 tiếng, xong tối lại đi làm 3 tiếng nữa là 13 tiếng thì cơ mà. Hơn cả công ty. Áp lực hơn công ty thì là 13 tiếng một hôm mà một buổi là 250 200 là 10 tiếng, 250. Bú tiền 13 tiếng tiền kéo. Thế thì cứ mà kiện lực. Thì không kéo nào không làm được tí đâu, phải đôi hôm mới làm được. Kiện lực luôn. Làm tối thì làm đến nói thế thôi, làm đến 10 tiếng thôi, dành đeo đâu mà làm tận 12 tiếng ngất người. 2 tiếng làm khó lắm. Làm đi, không ăn cơm 6 giờ, làm đến phát 6 giờ, 6 giờ phát lên 7, 8 giờ, 8 giờ ơi là phải 6. Làm 12 tiếng nói không, 12 tiếng trộn, ăn trắng đỏ. Không, nếu mà sáng làm 5 tiếng, chiều 5 tiếng, tối 3 tiếng nữa là đáng nhận 3 tiếng. Tối 3 tiếng, tối làm đến mấy giờ? Tối từ 7 giờ. Tối từ 7 rưỡi đến 10 rưỡi là được 3 tiếng. 10 giờ đi không nè? 10 rưỡi luôn nữa. 10 rưỡi khét quá. Ăn cơm xong mà đi luôn. Đéo cần phải nghỉ ngơi gì vậy? Khét quá đi không nè? Nhưng mà có được 7 tiếng, có phải được 12 tiếng không? Chỉ là mấy thôi. Mấy ai được. Tháng này không biết được bao nhiêu tiền. Cặp cha nên quý ta lơ giờ mới được mấy buổi. Mẹ là được mấy buổi à đâu. Tính ra từ đã xem tính làm được mấy buổi rồi. Đấy. Đó có nghỉ hôm 30 được đó có nghỉ hôm mùng 1 tháng 5 rồi. Mình nghe nào có đây đi ra trước của nó làm sau nó có đầu năm vậy. Tại thế nào? Có mấy buổi đây, có một buổi. Em nghỉ chỉ được một buổi thôi là hôm 30 tháng hôm mùng 1 tháng 5 mơ là em nghỉ thôi. Còn nếu mà không mùng 1 tháng 5 không nghỉ em còn làm đủ tiếng nữa. Mùng 1 đây, bữa nay là từ mùng 2 đến mùng 4. Mùng 3 cũng có, à có mùng 3, mùng 4 này. Sau đây trên đời nó ghép vào mùng 3. Về có làm nghỉ mùng 3 rồi, mùng 3 đến mùng 4. Mùng 3 đến mùng 6 đi, mạnh hơn. Mùng 3, mùng 4, mùng 5, nhớ rồi. Chết con mẹ vừa què cái gì. Vãi vừa què. Chơi 3-3 thì không chơi được 2 game đâu. Khó chơi 2 game lắm. Xong cơm giáp sạc kéo phà. Ê làm video liền, làm liền video đi. Nè đi
làm liền luôn. Vô trò với tôi mà xong chưa? Đã chuyện, đeo chuyện. Như vậy bây giờ mình kết thúc nha bạn.